Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh Mai Kim Đông để nhận được thông báo khi có phim mới nha. Đội cháu cứu hộ Paw Patrol đã sẵn sàng. Hơ anh Rider. Cảm ơn đã đến đây nhanh như vậy nha các em. Điện thoại di động đang biến mất trên khắp vịnh Adventure. Ôi trời ơi. Kali. Và mọi người không thể gọi điện cho chúng ta nhờ giúp đỡ. Cho nên cái này chính là cuộc giải cứu đỉnh cao của cảnh sát. Chase, anh cần em và kỹ năng cảnh sát của em để dẫn dắt cả đội. Chúng ta sẽ cần tất cả các em tham gia nhiệm vụ lần này. Được rồi, biệt đội cứu hộ Paw Patrol lên đường. Chị rất vui khi thấy em đó, đội chó cứu hộ. Em sẽ lo chuyện này chị Katie. Có sao, sử dụng thang cứu hộ để đưa Kali xuống đây. Rõ rồi sếp. Nhột quá. Ông Potter ơi, ông có thể nói cho tụi con biết có chuyện gì không? Ta đang chơi đập bắp thì nghe thấy thùng rác bị rơi xuống, cho nên ta đã chạy đi nhặt chúng và để điện thoại ở ngay đây. Có lẽ có thêm vài manh mối gần mấy cái thùng rác. Rocky, sử dụng máy quét của cậu xem tìm được gì nào. Máy quét. Chase, mình tìm thấy vài dấu vết, chúng thực sự rất nhỏ. Mấy con ma để lại dấu vết hả? Mấy dấu vết này giống như dưa hấu. Đi theo cái mùa này nào. Gấu mèo Mỹ kìa. Một con gấu mèo nghịch ngợm. Giờ thì mình hiểu rồi. Gấu mèo thường tìm kiếm thức ăn vào ban đêm, cho nên nó mới lần theo dưa hấu. Mình có ý này nè. Kế hoạch của em là gì vậy? Cảm ơn nha. Cảm ơn các em làm được rồi. Cảm ơn các em nha. Cảm ơn con nha, Rider. Dạ, không có gì á. Paw Patrol ra mắt sản phẩm xe cứu hộ siêu hạng mới toanh. Với đồ nghề cứu hộ cực chất, lên đường làm nhiệm vụ thôi. Thỏa sức phối hợp với các dòng xe cứu hộ lớn nhỏ với nhau theo ý thích. Leo dốc, vượt chướng ngại vật. Việc gì khó đã có biệt đội chó cứu hộ lo. Nhanh tay mua ngay xe cứu hộ siêu hạng và xe cứu hộ siêu hạng mini với giá chỉ từ 279.000 đồng. Nhớ like kênh tập phim Mai Kim Đông nha.